Hai chào các bạn, hôm nay các bé nhà mình được 11 ngày rồi nè. Cái gì mét mẹ, cái gì hả? Anh hai chọc con á hả? Ôi sáng cho anh hai chọc một chút anh hai mới chịu đi học. Anh hai dị không luôn á, dị không luôn đó. Nó mét đó. Nè, các bé nhà mình hôm nay nè, ú nu ú na nè đó, ở mắt to nè các bạn. Dạ. Mở mắt ngủ hết rồi. Cái gì vậy con? Con đi ra gần gì con đi vô. Bé này bé lớn rồi. Bé lớn. Mấy bé này mắt xanh hết nha các bạn. Mắt xanh lắm, đẹp lắm, kinh lắm, mắt xanh lè hà. Ủa nu ủa nè. Ủa mặt buồn ngủ tới ghét luôn. Nghĩ tôi nuôi nhiêu đây là tôi mệt rồi đó, mệt rồi đó Táo ơi. Mẹ nuôi con rồi, mẹ nuôi con của con nữa, mẹ mệt lắm rồi đó Táo ơi. Ôi không sể luôn. Đi đâu là đi, đi đâu là đi ghiếp về để chăm con, giống như là có con nhỏ vậy đó. Giống như có con nhỏ vậy nè. Đi đâu là đi ghiếp về để chăm con. Phải không? Phải không con? Ừ. Con cho con bú xong mà con đi ngủ đi. Sáng ra là mét